Theo thông tin mới nhất từ Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai khôi phục được 3.010 trạm phát sóng di động, chủ yếu là chạy máy phát điện để cung cấp cho trạm, nên vẫn cần khôi phục điện lưới để khôi phục hoàn toàn mạng viễn thông. Các doanh nghiệp cũng khôi phục xong các tuyến truyền dẫn trục và liên tỉnh bị đứt. Một số tuyến cáp quang nhánh chưa khắc phục được do khu vực vẫn còn bị cô lập, nước chưa rút. Hiện nay thì vẫn còn 3.275 trạm thu phát sóng di động chưa được khôi phục, được thông tin liên lạc, chủ yếu là tập trung ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai các biện pháp khắc phục tiếp theo. Trong những ngày tới thì các đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức các đội liên tiếp tiếp cận hiện trường, xác định các điểm bị sự cố và ưu tiên khôi phục thông tin liên lạc tại các cơ sở hạ tầng quan trọng, trọng điểm. Ưu tiên khắc phục sự cố tại các cột thu phát sóng di động hướng ra biển để đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.